Xin chào các bạn. Hiện nay thì với cái việc dùng Facebook thì các bạn thấy đó là một cái kênh liên lạc giúp chúng ta có thể kết nối, kết bạn, mở rộng cái mối quan hệ, và qua đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng cho cái việc buôn bán những sản phẩm chúng ta ở trên đây. Tuy nhiên thì gần đây thì mình có nhận được nhiều cái tin nhắn giống như cái dạng spam, và thực tế thì rất là khó chịu các bạn. Cái mong muốn của chúng ta kết bạn là để có thể mở rộng được cái mối quan hệ và có thể chia sẻ những sản phẩm cho nhau. Tuy nhiên với cái cách làm mà dưới dạng spam thì sẽ gây ra cho người khác những cái điều khó chịu, cực kỳ khó chịu, và có thể ảnh hưởng đến cái trang Facebook của người ta. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để mà xử lý được cái vấn đề đó. Mình có một cái ví dụ minh họa cho các bạn. Ở đây thì một số cái bài trang viết của mình thì hiện nay thì đang bị một cái dạng spam như thế này, nghĩa là cái tin nhắn mua bán đất, và mình có liên hệ với các bạn Nguyễn Cao Hoàng này để mà chia sẻ cho các bạn cái vấn đề mà bạn đang làm trên cái trang Facebook của mình, và cũng đã có những cái hướng dẫn để các bạn có thể sử dụng Facebook một cách hợp lý hơn, giúp cho việc kinh doanh của bạn hiệu quả. Tuy nhiên mình thấy bạn Nguyễn Cao Hoàng này bạn không có cái thiện chí trong cái vấn đề tiếp thu, và do đó mà mình đã hủy kết bạn. Tuy nhiên thì bạn vẫn đăng những cái tin này, những cái tin này trên cái trang tin của mình, và nó rất là khó chịu bạn. Tuy nhiên là không phải một cái tin này đâu, rất là nhiều tin nha, rất là nhiều cái tin đây nè. Bạn vào những cái trang tin của mình, bạn không có bình luận, và bạn chỉ để lại cái dòng tin nhắn này, và đây là một cái dòng tin nhắn copy gần như 100% những cái tin, những cái câu mà bạn dán trên cái comment, trong cái bình luận của mình đều là như thế này cả. Như vậy thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xử lý những cái tình trạng này như thế nào nha. Xử lý bằng cách là cấm vĩnh viễn những cái người này có thể để lại comment trong cái trang tin của bạn. Cấm vĩnh viễn cái người này có thể thấy được những cái bài của bạn đăng. Cấm vĩnh viễn người này có thể để lại những cái tương tác như thế này nha. Thì cái cách xử lý như là như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn. Thì để đầu tiên thì để nhớ được cái tên này nha, Nguyễn Cao Hoàng, thì các bạn hãy khoan xóa cái tin nhắn này đi nha. Khoan xóa tin nhắn mà chúng ta sẽ vào. Nó có hai cách nha các bạn, có hai cách. Mình sẽ lần lượt trình bày cho các bạn hai cách luôn nha. Cái cách đầu tiên, cách số 1, đó là trong cái trang chủ của mình nha. Trong cái trang chủ của mình thì các bạn nhấp vào cái hình mũi tên nhỏ như thế này, và các bạn sẽ vào cái phần là cài đặt nha. Vào phần cài đặt. Rồi, trong cái phần cài đặt thì các bạn nhìn bên trái này, nó có một cái mục, đó là mục chặn nha các bạn, mục chặn. Rồi các bạn sẽ vào đây nha, vào đây. Ở đây thì nó có rất nhiều cái chế độ chặn cho các bạn có thể áp dụng được. Ở đây là đầu tiên là cái danh sách hạn chế nha, và cái hai là chặn người dùng. Chặn người dùng thì đây là cái mà chúng ta sẽ dùng, mình sẽ dùng để chặn cái người này nha. Ngoài ra thì trước khi làm thì mình cũng giới thiệu cho các bạn một số cái chặn nữa đó nha, là chặn tin nhắn nè, chặn lời mời cài đặt ứng dụng nè. Có nhiều người đang chơi game đó, người đang chơi game và người ta cứ gửi cho chúng ta những cái lời mời để mình cài đặt cái game đó vào mình chơi, để họ được điểm đó, được thêm điểm đó, thì các bạn cũng có thể chặn ở đây nha, chặn ở đây. Rồi, chặn lời mời tham dự sự kiện, nếu các bạn bị tình trạng này thì ấn vào đây nha. Và cái cách chặn này thì nó đều giống nhau hết, do đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chặn ở đây nha. Chặn ở đây để các bạn có thể chặn được cái đối tượng mà các bạn mong muốn. Ở dưới này thì cái thao tác nó cũng tương tự nha các bạn. Đấy, các bạn thấy là rất nhiều cái chế độ chặn mà Facebook đã đưa ra cho chúng ta. Facebook quả là tuyệt vời vì nó nắm được hết những cái tình trạng này nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ở đây nha. Ở đây, và các bạn thấy là mình đã có được cái tên đúng không ạ? Có cái tên của cái người mà mình muốn chặn. Cụ thể trong trường hợp này thì mình sẽ đánh cái tên vào nha.
Do đó mà các bạn đừng có xóa vội tin nhắn, nhiều lúc các bạn quên cái tên của người đó đi nha. Rồi các bạn sẽ đánh Nguyễn. Đây, bạn Nguyễn Cao Hoàng đúng không? Thì mình sẽ sau khi đánh vào rồi các bạn đánh cho mình là Enter. Thì cái Facebook sẽ liệt kê cho chúng ta tất cả những cái tài khoản có đúng cái tên là Nguyễn Cao Hoàng hoặc là những cái tên gần đúng với cái tên đó. Ví dụ như là Nguyễn Cao Hoàng, đây là cái tên đầu sổ mà mình muốn làm đây. Ngoài ra thì Hoàng Nguyễn Cao, Hoàng Nguyễn Cao Hoàng Khang, vân vân và vân vân. Nói chung là nó sẽ lọc cho chúng ta nha, nó sẽ lọc cho chúng ta. Đấy, nó sẽ lọc và nó sẽ đưa ra cái gợi ý cho chúng ta cái tên nào gần giống hoặc là giống, hoặc là gần giống thì nó sẽ đưa lên đầu nha. Nó sẽ đưa những người có cái họ Nguyễn hoặc Hoàng này, đấy các bạn thấy nè, nó sẽ liệt kê tất cả những người có cái tên đó trong cái danh sách. Và cái bước cuối cùng mà chúng ta làm đó là chúng ta sẽ ấn vào đây, ấn vào nút này chặn nha. Các bạn sẽ ấn nút này chặn thì nó sẽ thông báo cho chúng ta nè, cái bạn mà mình chặn đó thì những cái hoạt động này thì người ta sẽ không thể nha, như là xem nội dung bạn đăng trong dòng thời gian của mình, nghĩa là họ sẽ không thấy được cái tin nhắn của bạn, không thấy được cái bài viết của bạn trên dòng thời gian của bạn nữa. Người này cũng không thể gắn thẻ của bạn vào được nha, họ sẽ không táp được cái tên của bạn vào trên cái bài của người ta, họ sẽ không mời được nha, họ không mời chúng ta tham gia sự kiện, tham gia vào một cái group nào đó, không thể trò chuyện chúng ta, không thể thêm bạn bè, không thể thêm bạn bè luôn nha, nghĩa là người ta muốn kết bạn mình cũng không được luôn nha. Nếu người đó đang là bạn bè với chúng ta thì nó sẽ hủy luôn nha, nó sẽ hủy kết bạn luôn với người đó nha. Đấy, các bạn thấy Facebook nó liệt kê rất là nhiều cái rất là thú vị. Rồi nó còn có một số thông tin đây thì các bạn thể đọc thêm nha, nếu chỉ muốn giới hạn nội dung chia sẻ với Nguyễn hoặc ẩn bớt nội dung về anh ấy, bạn có thể giảm tương tác nha. Đấy, có thể là không muốn thấy người đó nữa thì chúng ta giảm tương tác nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào cái mục là chặn. Đây, vào chặn thì các bạn thấy là lập tức tên Nguyễn Cao Hoàng nha, Nguyễn Cao Hoàng đã được liệt kê vào danh sách những người bị chặn nha, những người bị chặn. Đấy, thì đây là cái cách thứ nhất nha, đây là cách thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ trình bày cho các bạn cách thứ hai nha. Mình sẽ vào lại cái trang Face đi, mình để lại cái trang đó nha, để coi thử là mình đã chặn rồi có thể chặn tiếp được không. Rồi cái cách thứ hai là gì? Cách thứ hai là các bạn sẽ mình sẽ vào lại cái Nguyễn Cao Hoàng nha các bạn nha. Đây, vào lại cái này nha. Đây mình sẽ vào đây, các bạn sẽ vào trực tiếp nha. Các bạn thấy nè, ở bên kia mình đánh chặn rồi cho nên mình không thể vào được cái này, mình sẽ không nhấp vào cái tên Nguyễn Cao Hoàng để vào được cái file của người đó nữa nha. Bây giờ mình sẽ bỏ chặn bên này để mình hướng dẫn cho các bạn làm cách thứ hai nha. Mình sẽ bỏ chặn đi rồi xác nhận nha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên này và mình sẽ tải lại cái trang này nha các bạn. Rồi các bạn thấy sau khi mình bỏ chặn thì mình đã có thể nhấp được vào cái tên người này nha. Đây các bạn này nha. Rồi bây giờ muốn chặn với cách thứ hai thì các bạn làm thế nào? Các bạn sẽ nhấp vào cái file của người này nha, nhấp vào cái file. Và trong cái mục ở đây, trong cái mục mà sát cái chỗ nhắn tin này, nó có cái mục là báo cáo và chặn, thì chúng ta sẽ chọn mục là chặn nha. Chúng ta sẽ chọn mục là chặn. Rồi thì nó Facebook nó cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những cái thông tin giống như các bạn chặn ở cái chế độ cái cách thứ nhất nha. Đây nè, người ta cũng sẽ không làm được những cái việc này. Và chúng ta sẽ ấn vào đây xác nhận. Rồi từ nay thì mình có thể nói rằng mình sẽ chia tay hẳn luôn với các bạn Nguyễn Cao Hoàng này, và chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau nữa. Xin tạm biệt bạn Hoàng nha, và xin lỗi bạn vì cái hành động này, bởi vì mình không muốn những cái tin nhắn kiểu làm phiền của bạn xuất hiện trên cái trang Facebook của mình nữa. Thì hy vọng là nếu bạn có xem được cái video này thì bạn nên nếu bạn đang làm cái hành động đó với những cái trang Facebook khác mà làm cho người ta khó chịu thì bạn nên thay đổi cái cách làm để không bị tình trạng này đối với những cái trang Facebook khác. Hy vọng rằng bạn sẽ thành công trên cái lĩnh vực nhà đất của mình với một cái cách làm mới hơn, cách làm lịch sự hơn. Xin chào. Và một lưu ý nữa cho các bạn, khi mà các bạn xóa cái người này khỏi danh sách chặn thì nó Facebook nó sẽ thông báo là chúng ta
không thể thêm ngay cái người này vào cái danh sách chặn được nha các bạn. Và chúng ta sẽ phải mất 48 giờ, có nghĩa là 2 ngày sau thì chúng ta mới thêm cái người này vào cái danh sách chặn được. Đấy, nếu mà các bạn muốn xóa chặn đi và muốn thêm chặn lại thì chúng ta phải mất cái 48 giờ nha. Đấy. Rồi. Và một cái điều nữa là sau khi mà các bạn đã chặn thành công rồi, có nghĩa là sau khi mà các bạn đã chặn rồi thì các bạn sẽ vào lại đây nha, và chúng ta sẽ xóa cái tin nhắn của người này đi. Xóa đi nha, nhấp vào đây và chúng ta sẽ xóa cái tin nhắn này. Đấy, là với cách đó thì sau này thì cái bạn này sẽ không thể nào để lại bất cứ một cái tin nhắn gì ở trên cái trang Facebook của mình nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mình hy vọng rằng các bạn sẽ có được những thông tin hữu ích khi ghé là Nguyễn Xuân Ngọc. Xin chào và nhớ đăng ký kênh để mà cập nhật những cái hướng dẫn mới nhất các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.